đời tại Bethlehem miền Giu-đê, thời vua Herode trị vì, có mấy nhà thiên linh từ phương đông đến Jerusalem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương đông, nên chúng tôi đến bãi lạnh người. Nghe tin ấy, vua Herode bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân làng, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: Phần ngươi hơn Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vì lãnh tụ chân dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bây giờ vua Herode bí mật gọi các nhà chiêm tinh đến hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lần người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bây giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria liền xuất mình thờ lại người. Rồi họ mở bảo trác, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Herode nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Thưa tập đoàn phục vụ rất thân mến, hôm nay cùng toàn thể giáo hội chúng ta long trọng mừng lễ Chúa Hiển Linh. Lễ này như chúng ta biết còn có một tên gọi khác bình dân, đó là lễ Ba Vua. Tôi lại thích gọi lễ này là lễ của ánh sáng. Như chúng ta biết, chúng ta đang sống trong mùa Giáng sinh, bậc mầu nhiệm ngôi hai Thiên Chúa làm người. Thánh Gioan trong khởi đầu tin mừng của ngài đã viết về ngôi lời cũng là ngôi hai Thiên Chúa hôm nay đã nhập thể giáng trần. Thánh Nhân viết: ngôi lời là ánh sáng thật, sáng soi mọi người, ngài đã đến nhà này. Vâng, Chúa Giêsu đã đến, ngài là ánh sáng thật, ngôi sao phương đông dẫn đưa các hiển sĩ tới gặp hài nhi Giêsu trong ngày lễ hiển linh hôm nay, chính là biểu tượng của Chúa Giêsu, ánh sáng đã đến thế gian. Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở phương đông và chúng tôi tới để chiều bái người. Ngôn sứ Isaiah trong bài đọc thứ nhất hôm nay, mấy trăm năm trước cũng đã tiên báo về Đức Giêsu là ánh sáng đến trong thế gian. Ngôn sứ viết: Hãy đứng lên, hãy tỏa sáng ra với Jerusalem, vì sự sáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa bừng dậy trên đỉnh ngươi. Cụ già Simeon cũng đã được dự kiến về Đức Giêsu là ánh sáng soi đường cho dân ngoại và là vinh quang cho toàn thể Israel dân của người. Thưa anh chị em, hơn 2.000 năm trước ánh sáng đã đến thế gian, vinh quang Thiên Chúa đã chiếu tỏa trên mặt địa cầu. Còn Thiên Chúa đã đi vào lịch sử để thắp sáng lịch sử và thắp sáng với lòng mỗi người. Nhờ đó mà lòng người được thắp sáng, tình người được đốt nóng và cuộc đời mỗi người tin trở nên ánh sáng chiếu soi mọi người. Vậy mà như Thánh Gioan đã viết trong khởi đầu tin mừng của ngài, ngôi lời là ánh sáng thật, sáng soi mọi người, ngài đã đến nhà ngài. Nhưng người nhà đã không chấp nhận. Lý do mà người ta không chấp nhận, như Thánh Gioan nói cho chúng ta biết, là vì người ta chuộng bóng tối hơn ánh sáng, và vì các việc họ làm thì đều xấu xa. Hay lý do khiến người ta không đón nhận ánh sáng, đó là bởi vì người ta chuộng bóng tối hơn ánh sáng, và nhất là bởi vì tấm lòng của họ xấu xa. Vâng, lời mà Thiên Chúa nói qua Thánh Gioan ngày xưa, ánh sáng đã đến giữa thế gian, nhưng người nhà lại không đón nhận, vẫn đang rất hiện thực trong xã hội chúng ta hôm nay. Một xã hội mà chúng ta thấy còn đầy rẫy Herode bảo Chúa chuộng bóng tối hơn ánh sáng.
và sẵn sàng làm những việc xấu xa. Chúng ta thấy điều đó rất rõ. Chúng ta thấy rằng Hê-rô-đê ngày xưa khi tin vua Giê-xu xuất hiện, khi hay tin Chúa xuất hiện, ông đã không thể giữ được bình tĩnh nên đã đàn tâm giết hại đồng bào, giết hại các trẻ em vô tội, chỉ vì ông nghĩ rằng sự xuất hiện của Chúa Giê-xu sẽ đe dọa ngai vàng của ông. Ngày nay cũng vậy, giống như Hê-rô-đê, anh chị em, trong đất nước chúng ta hiện nay vẫn còn đấy người cho rằng chỉ còn biết còn đảng, còn mình, không khác Hê-rô-đê bao nhiêu. Còn Hê-rô-đê chỉ vì sợ quyền lực của mình bị đe dọa thì Chúa Giê-xu xuất hiện nên đã đan tâm làm những việc khác. Thì hôm nay cũng vậy, có những người chỉ còn biết còn đảng, còn mình, và họ sẵn sàng bỏ tù những ai vì lòng yêu nước mà có những chính kiến khác họ. Họ sẵn sàng cho đầu gấu đến quậy phá ngay công khai, lên tiếng cho những bất công xã hội, bất chấp đạo lý và luật pháp. Cũng vậy, ngày xưa Hê-rô-đê, một người Do Thái, chính hiệu tên chị em, nhưng vì quyền lợi cá nhân, ông đã cấu kết với mọi bang, với đế quốc Roma để bán rẻ tổ quốc mình. Thay vì phụng sự tổ quốc, thì ông theo quyền lực của những người đô hộ. Ngày nay cũng thế, vẫn còn đấy những ít tắc lê chiêu thống, những kẻ đang tâm cắn rắn cắn gà nhà, hèn với giặc, ác với dân, vì lợi ích của phe nhóm, lợi ích của cá nhân, của đảng phái, bán rẻ yêu thương biển đảo của tổ quốc cho ngoại bang xâm lấn dưới chiêu bài bốt tốt 16 chữ vàng. Ngày xưa có một Hê-rô-đê khi nghe tin báo đấng cứu thế xuất hiện, đã cho mời các kinh sư, luật sĩ, những nhà lãnh đạo tôn giáo đến để tham vấn, nhưng không phải để biết mà bái thờ hài nhi Giê-xu, nhưng là để tìm cách bắt hại hài nhi. Thì thưa anh chị em, ngày hôm nay cũng vẫn còn đó Hê-rô-đê, thay vì để các tôn giáo tự do phát triển, góp phần xây dựng một đất nước ổn định, giàu tính nhân văn, củng cố và xây dựng nền đạo đức xã hội cho các tôn giáo được cộng tác trong những lĩnh vực liên quan đến từ thiện, y tế, giáo dục, thì lại đang tìm mọi cách ngăn cản các tôn giáo phát triển, biến các tôn giáo trở thành công cụ phục vụ cho đến chế độ. Cũng vậy, ngày xưa có một Hê-rô-đê đã giả nhân giả nghĩa cho mời các nhà đạo sĩ đến để hỏi tường tận về hài nhi Giê-xu. Nhưng sau đó, thưa chị em, Hê-rô-đê đã quay lại thực hiện những dự ý xấu của mình. Thì ngày nay cũng vậy, vẫn còn đó những Hê-rô-đê của thời đại không những không nghe theo lời can gián của các nhà trí thức, những người có tâm, có tầm, có lòng với sự tồn vong của đất nước. Thay vì tôn trọng các nhà trí thức vì họ là nguyên khí của quốc gia, thì lại cho rằng họ bị các thế lực thù địch lợi dụng, nên đã kết án họ cách bất công, bỏ qua biết bao cơ hội tốt để cùng với nhân dân xây dựng và phát triển đất nước. Một đất nước mà những trí thức, những nguyên khí của quốc gia, những người có tâm, có tầm, luôn hết lòng phụng sự đất nước thì lại không được sử dụng, và chỉ chủ sử dụng những ai chủ trương còn đảng còn mình. Thì thưa anh chị em, một đất nước, một dân tộc như vậy sẽ đi về đâu? Trên bình diện quốc gia, những bất công trong xã hội, những nhũng nhiễu tham tàn, tình trạng tham nhũng đã trở thành quốc nạn, những hành vi ngang ngược bốn bạn vàng bốn tốt lần lấn dần biển đảo. Phải chăng tất cả cũng chỉ bởi vì vẫn còn đó những Hê-rô-đê của thời đại đã không để cho ánh sáng của chân lý, của lương tri, của truyền thống 4.000 năm yêu nước của dân tộc, đã không nghe theo những góp ý thành tâm thiện ý của những nhà trí thức. Trên bình hiền, xã hội và gia đình, ngày xưa có một Hê-rô-đê đã không nhận ánh sáng và đã trở nên gian ác, rồi dẫn dàng giết bỏ các hài nhi vô tội. Thì ngày nay cũng có những người mẹ, người cha vì không đón nhận tin mừng và ánh sáng của Chúa nên đã đan tâm giết bỏ những thai nhi là những đứa con của mình. Ngày xưa có những luật sĩ, các biệt phái được ánh sáng lời Chúa chiếu soi nhưng không chịu sống theo ánh sáng tin mừng, chỉ biết sống cho danh lợi nên đã làm cho đời sống đức tin bị xuống cấp, xã hội bị lung lay. Thì ngày nay cũng có những người công giáo vì danh lợi mà đánh mất phẩm giá, đánh mất lương tri, hùa theo những trào lưu hưởng thụ của thế gian này. Thưa anh chị em,
hôm nay cùng với giáo hội chúng ta mừng lễ Chúa Hiền Linh, lễ của ánh sáng. Đức Giêsu đấng là ánh sáng, sáng soi mọi người. Ngài đã đến giữa thế gian để tất cả chúng ta được tham dự vào phần vinh phúc của Ngài, cũng như được tham dự vào sứ mạng trở nên ánh sáng chiếu soi cho mọi người. Chúng ta biết rằng ngày chúng ta chỉ phép thanh tẩy, giáo hội trao cho mỗi chúng ta ngọn nến chiếu sáng, đó là tượng trưng cho ánh sáng của Đức Kitô. Và hội thánh mong ước rằng mỗi chúng ta hãy mang ánh sáng ấy vào trong cuộc sống để thắp lên nơi cuộc đời, nơi xã hội chúng ta đang sống chút lửa hồng của ánh sáng đức tin, chút lửa hồng, chút hơi ấm của tình yêu và hy vọng, của sự xả thân cho công lý và hòa bình. Như thánh lễ tẩy giả xưa, khi chúng ta được dìm trong ý thức thanh tẩy, thì tất cả chúng ta đều được mời gọi can đảm lên tiếng tố cáo những sai lầm, những bất công mà Hê-rô-đê là đại diện cho các thể chế chính trị ngày hôm nay đang làm. Công đồng Vatican II trong hiến chế mục vụ số 74 đã viết những lời này để nhắc nhở mỗi người chúng ta là những công dân công giáo. Khi công quyền vượt quá quyền hành của mình mà đàn áp công dân, thì lúc đó chính công dân cũng không nên từ chối những gì khách quan xét thấy phù hợp với đòi hỏi công ích. Họ được phép bênh vực các quyền lợi riêng của mình cũng như của đồng bào, chống lại những lạm dụng của công quyền, nhưng phải tôn trọng những giới hạn của luật tự nhiên cũng như luật tin mừng. Vâng, đó là những lời mà cộng đồng đã dạy chúng ta, những Kitô hữu giáo dân đang sống trong môi trường xã hội. Chúng ta được mời gọi cộng tác với nhau để cùng nhau chung xây và làm phát triển đời sống xã hội, để cho công ích được triển nở, để cho chúng ta được hưởng mọi quyền lợi mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi người chúng ta. Cũng vậy, giáo lý của Hội Thánh Công giáo số 2242 thì dạy chúng ta như thế này: theo lương tâm, người công dân không được tuân theo những luật lệ của chính quyền dân sự thì chúng ngược lại các đòi hỏi luân lý, nghịch với quyền cơ bản của con người hay giáo huấn của chính mình. Khi những đòi hỏi của chính quyền nghịch với lương tâm ngay thẳng, thì tôi hứa từ chối vân phục chính quyền vì phải phân biệt giữa việc phục vụ Thiên Chúa và phục vụ cộng đồng chính trị. Của Caesar trả cho Caesar, của Chúa trả cho Chúa. Matthew chương 22 câu 21: phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người thần. Đó là những gì mà giáo lý của Hội Thánh dạy mỗi chúng ta khi sống trong trật tự xã hội. Chúng ta phải nhìn theo lương tâm ngay thẳng của mình, bởi lương tâm chính là ánh sáng Chúa soi chiếu vào trong lòng chúng ta, để chúng ta biết việc phải làm, biết việc phải sống, biết những hành xử mà chúng ta phải đối đãi với nhau trong tương quan con người cũng như trong tương quan xã hội nói chung. Mới đây, nếu anh chị em để ý, chúng ta thấy trong các ngày từ 10 đến 16 tháng 12 năm 2012 vừa qua, tại giáo phận Xuân Lộc thuộc Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hội đồng Giáo mục Á Châu đã nhóm họp để bàn về những thách đố hiện nay với giáo hội tại Á Châu, đồng thời cũng nhận diện những nẻo đường tâm linh mà các tín hữu Á Châu cần thực hiện cách đặc biệt trong năm đức tin này. Đây là lần đầu tiên một đại hội, một hội nghị lớn của giáo hội được tổ chức tại Việt Nam, và như đức cha Bùi Văn Đập, chủ tịch Ủy ban đức tin của giáo hội nhận định, đây là một hội nghị mang tầm vóc quốc tế, và nơi ấy các nghị vụ đã được đầy thánh thần để công bố sứ điệp mà Hội Thánh muốn gửi đến cho tất cả các tín hữu tại Á Châu. Trong sứ điệp kết thúc hội nghị, khi đề cập tới linh đạo của cuộc tân phúc văn hóa dành cho mọi tín hữu của Chúa Kitô tại Á Châu, các giám mục trong hội nghị Liên hội đồng Giám mục Á Châu đã nhắc tới hai khía cạnh căn bản trong linh đạo của người giáo dân, đó là vai trò ngôn sứ của người giáo dân và tình liên đới của phúc âm. Về vai trò ngôn sứ, sứ điệp của Liên hội đồng Giám mục Á Châu viết: trở nên ngôn sứ trong ánh sáng của Chúa Thánh Thần, nhận diện những nghịch lý tại Á Châu và tố cáo bất cứ những gì làm suy yếu, hạ thấp giá trị và tước bỏ phẩm giá của con cái Thiên Chúa. Liên hội đồng Giám mục Á Châu khẳng định như vậy đối với chúng ta: chúng ta phải tố cáo
bất cứ những gì làm suy yếu, hạ thấp phẩm giá và tước bỏ phẩm giá của con cái Thiên Chúa. Những sứ giả mới của Tin Mừng phải bảo vệ phẩm giá làm người của tất cả mọi người, nhất là của phụ nữ, trẻ em và những người không có đủ điều kiện sống cho ra con người trong xã hội châu Á chúng ta. Đặc biệt, các giám mục trong Liên Hội Đồng Giám mục Á Châu yêu quý và hướng mọi người đến việc chăm lo cho các chị em phụ nữ và các cháu thiếu nhi, bởi giáo hội nhìn thấy họ vẫn đang là nạn nhân trong các thể chế xã hội khác nhau, trong các nền văn hóa khác nhau. Sứ điệp tiếp tiếp, trải qua việc tố cáo bất công, những sứ giả mới của Tin Mừng loan báo tình yêu của Thiên Chúa. Những điều quan trọng hơn trong lề luật tức là công bình, lòng nhân từ và thành tín, và tình yêu được Chúa Giêsu dành ưu tiên cho người nghèo. Trong việc sống sứ mạng ngôn sứ, việc dấn thân cho công bằng xã hội, cho công lý và hòa bình là điểm nhấn mà các giám mục trong Liên Hội Đồng Giám mục Á Châu nhắc nhở tất cả các tín hữu tại Á Châu, trong đó có tất cả chúng ta, những Kitô hữu giáo dân Việt Nam đang sống trong năm đức tin của Hội Thánh. Vâng, những điều mà Huấn Quyền nói với chị em, nó cũng là điều mà Chúa đã dạy chúng ta. Quả vậy, Thánh Phaolô trong lá thư của Ngài đã nói với chúng ta thế này: giữa một thế giới gian tà và xa đọa này, anh em chị em hãy nên những vì sao sáng chiếu soi trên bầu trời. Giữa thế hệ gian tà và xa đọa này, anh chị em hãy trở nên ánh sáng làm chiếu soi giữa bầu trời. Và muốn được như vậy, thánh nhân viết tiếp: anh em hãy để cho ngôi sao mai là Đức Kitô mọc lên trong lòng anh em. Để trở nên ánh sáng chiếu soi mọi người, chúng ta phải để cho ngôi sao mai là chính Đức Kitô mọc lên trong lòng chúng ta. Chính Chúa Giêsu cũng đã nói với chúng ta như vậy: chính anh em là ánh sáng cho trần gian, ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ để họ thấy những việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em đấng ngự trên trời.